cả nhà, lại là em Mi Báo đây. Hôm giờ em về cũng được mấy bữa rồi, em báo cũng đủ rồi. Nên là bây giờ là em tranh thủ sắp xếp lên Sài Gòn lại nha mọi người. Ngày mai em có lịch học nữa. Nên là bây giờ em sẽ ra chào ba mẹ để em đi. Cô chú anh chị ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Đợi ngày em về em báo tiếp. Ở đây mẹ nè. Ủa đâu vậy? Lên lại Sài Gòn, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Con ở lại chơi ngày nữa đi. Vậy chứ sớm vậy? Ôi, ngày mai còn đi học nữa. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Yến ở nhà lo ba mẹ vậy nha. Mai nào nở khắp nơi trong mắt con chúng không mong. Phố thì đèn kết hoa chẳng nơi đâu đẹp bằng nhà ta. Xuân này chẳng có con, mẹ đừng khóc nhé, mẹ con xin. Sẽ về một ngày giấc mơ của con đã thành. Đi học mà vẫn đi lâu lắm mới về, cỡ gần Tết mới về. Đi học rồi còn đi làm nữa. Thôi gán giữ gìn sức khỏe nha, 4 năm đại học lận đó. Thời gian chọn gian học nha con. Dạ. Con với mẹ đi buồn quá. Em gì buồn, đi dẻo đi luôn đâu buồn. Dạ. Đi học mà buồn. Ừ. Nhà không có ai chửi. Anh ba kìa, ở nhà chửi anh ba kìa. Chửi gái. Tự nhiên có con gái không chửi, không thương thôi chửi. Chửi dạy mà. Gán rồi tận học nha. Dạ. Đi buồn quá. Nhờ ta cho chửi mẹ. Chửi ai? Không có ai, ông buồn chửi mẹ. Cố lên. Ông nằm thôi, gán lên đó học tốt là được rồi. Đừng về về buồn quá, đi gặp buồn khóc. Trời ơi, nhỏ đi về thăm nhà kêu đừng về. Đi mỗi lần đi mỗi lần khóc. Mỗi lần đi là buồn à, quấn bóng à. Đi rồi nó về rồi cái nhớ, nó đi cái nhớ nó buồn. Thì lâu lâu chở anh thì nhớ đâu một đi lên nhớ. Thăm thì mốt mốt mẹ buồn mẹ lên mẹ thăm con. Thôi giờ con ra chị Linh nha, con có mượn chị Linh đưa ra bánh xe. Giờ đi đi mẹ đưa con đi ra ngoài rồi chị Linh đưa con. Thôi ngồi xíu đi, bánh xe nào mới đi. Bây giờ ra xe rồi đi luôn bây giờ. Đây nhà giữ gìn sức khỏe nha, con đi á. Mẹ biết rồi. Thôi nha. Ở nhà tôi không khỏe hả? Lấy rượu đây đi. Dạ. Đi, đi, đi cho anh vui. Chứ Ly rồi, nó khóc cái gì mà đi chứ Ly. Đi đi. Xin mời. Không có gì. Đi ra khóc nữa, làm gì khóc. Buồn. Đi không cột tóc, cột tay gì lên hết trơn nhà gái. Lên cô lên. Gái rượu mà tụi bỏ sao mới khóc. Út ngót đó. Út lụm mũi tre. Khóc dữ. Út lụm mũi tre mới giống như đúc luôn. Cái gì cái tre. Lụm mũi tre. Nhìn tướng không biết 18, 19 tuổi là trời. Có bữa thì điện liên tụi này luôn. Có bữa thì không thấy điện đâu trên. Điện không có khái mà điện điện. Nào lên với nó gọi cho chị nha. Dạ. Thì lên trển cố gắng học nha con. Dạ. Gắng học hành thật tới nơi luôn nha. Có chút ép đi làm thêm. Làm nó có tiện học chứ. Ok, gắng cố gắng vài năm, 4 năm. Không khóc rồi cả. Gán nữa học về vẫn lý anh ba nha. Chị Linh ơi, chúc đưa bà Tám ra bánh xe đi đàng hoàng nha Linh. Chạy từ từ thôi nha Linh. Thôi đi con. Tay lấy lụa mà từ từ vậy. Tay lấy lụa đi. Con tay lấy lụa. Nhà chị đưa bé My đi ra bánh xe giùm. Nhà mày đưa được chứ. Em thì không được. Mẹ đưa được mà không biết chạy xe. Nói là mấy con mẹ gì đưa được không biết chạy xe. Còn đưa được con bà này về hả, chào tôi cái ngoan mạng luôn.
Ờ, chào nó, giờ kêu tôi đưa đi. Chú đâu giờ quá, đi xe không được. Ủa xe chạy chứ chú có chạy đâu mà chú lo. Lên, lên xe nào giờ. Rồi thằng báo đâu? Hả? Đi báo, giao kem cho em rồi. Đi giao kem. Rồi 332 báo đâu? Hai báo cho mập. Đi quà vậy con gì chỉ có bà này ở không nè. Ở không, không biết chạy xe. Ai tự nhiên con ai không à? Cơm có gà xin tôi. Rồi tự nhiên cái giờ đi ra bến xe. Chị cái, mà. Ra bến xe cái kêu con. Chở đi. Làm chị. Nhổ ông nội. Phải đâu chị đừa. Nhổ. Ui, gần ấy. Đi mà nó vui lắm, mình buồn chết mẹ nó vui lắm. Ủa nó đi vậy lên nó gặp bạn nó vui, mắc gì mình vui nổi. Đi học mà. Nó gặp bạn gặp bè người ta ghệ, người ta chở người ta lên, người ta gặp ghệ người ta không vui à. Phải lớn gì ghệ, học hành không lo. Ủa 18 à. Úc ơi, Úc đang nhớ hồi xưa Úc 16 tuổi, Úc buồn bã đó. Vậy? Hồi đó bà vụ thì chứ tao buồn đâu. Vụ, vụ. Ờ, giờ tao 18 có tuổi. Có rệ nha, có học hành đừng có rệ nha. Có 10 thằng rệ lận. Trời đất ơi, có 10 thằng rệ. Đi Mi ơi. Đi nữa mày có chồng nó đi 3 ngày luôn. Gửi gắm em Mi à. Có chồng nó mày. Đi tới 3 ngày làm gì? Làm dâu phụ. Ra nó làm phụ. Làm gì phụ? Báo. Không nữa, gã với Mi là phải đưa chị Linh đi theo. Thôi đi. Ui dạ trời. Đi thôi, buồn quá. Té. Mướn xe 16 chỗ đưa em đi đi. Đi kiểu nó đi xuống quá, tối ngày rồi chị đi về qua. Trời ơi, ê má. Nó quay không nổi, mày đặt là ôm. Ở nhà chết giò ơi. Cố gắng nha, nhớ học giỏi nha, về tôi chị Linh nha. Dạ. Ra nuôi mẹ tự nhiên nuôi con. Khóc lóc gì đó, khóc lóc đi. Khóc gì, khóc mà lóc nè. Ôm mì, ôm miếng đi, ôm miếng đi. Về cho tiền thôi. Mì là cục vàng của mẹ. Anh ba với anh hai là cục gì cũng cứ. Cục gì? Cục gì? Không nhờ cục. Hai báo chứ cái được cái ra cục quá. Cục chi? Cục chi? Cục chi, cục gì? Thằng này cục vàng, cái nhỏ cái cục chi. Trời ơi, mày ơi, trời ơi, mày ơi, trời ơi, mày đi nhớ mày. Giả tạo, giả mang luôn, đi đi con. Ốc ác nổi luôn hả? Đi đi con, mày nắng hoài. Đi đi con, mày có ôm nhỏ hoài, đi đi con. Về về, cứ vậy nè. Đi đi con. Đi đi con, cứ vậy nè, đi đi con. 8 tháng chưa đi khỏi cửa. Ráng vậy thấy chị gửi chân gà lên trăng. Gì mà có nha. Ừ, chân gà sức ai á. Đại nó đó nào rồi hôm nay? Thôi thôi con đi với mẹ ở nhà. Rồi đi cố gắng nha. Cố gắng học nha con. Lên tới trển nhớ điện về nha. Đi. Ta lấy. Rồi này đi cũng điện về nha. Cho lên xe đi về nha, đừng đi theo nó nha. Theo nó làm gì vậy? Con ai lo à? Theo nó. À biết. Đi Mi ơi. Đi. Thôi lại đi chứ. Dạ. Đi giúp. Dạ mẹ nghe nó không rồi. Dạ. Đi tổng ba, tổng ba gặp nè. Tổng ba cũng ăn phạt nha. Tổng ba ăn phạt, nghỉ đi luôn á. Đi. Ở đây nha. Bye. Bye cả nhà. Đi ra nha. Khỏe nha. Sài Gòn về đây. Lên chả đi quen, cứ không xe nha. Tại lấy lụa mà lo gì. Nghẹp mi quá. Ôi, để cho anh đi học. Nó về, cái đi nhớ ta làm sao. Mẹ em nhỏ xíu à. Thôi đừng buồn nữa mẹ ơi. Buồn. Cái mốt nó không gì đó. Buồn nó mốt nó không gì đó. Thấy trời nghiệp quá. À đừng về về thấy đi thấy trời. Trời. Đi cố gắng lên. Em đi 4 năm nữa à. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Năm có 12 tháng à. À 4 năm như vậy đó. Về nó báo ông rồi đó. Tháng 1 á. Tháng 1 đóng tiền hả? Lỡ, cố gắng lên, cố lên, gán già, hai già mình gán bằng đi. Nó không về thôi, về thấy buồn. Mình có tiền lo cho con ăn học chứ. Nói đi coi yên báo cũng nợ. Yên báo cũng nợ. Thì thấy rầu quá. Con rầu cục gì mà rầu. Thôi. Con là cục cứt, cái cục gà.